mình sử dụng loại ma túy gì anh? Ma túy tổng hợp. Ma túy tổng hợp à? Thời điểm đó là mình sử dụng với ai anh? Sử dụng với bạn. Trước cái ngày 26 đó mình đã từng bao giờ sử dụng chất ma túy chưa anh? Dạ chưa. Lần này là lần đầu hả? Dạ lần đầu mới. Anh tên là gì? Sơn. Cái gì? Trần Văn Sơn. Trần Văn Sơn sinh năm nhiêu? 1972. 1972 hả? Rồi mình sử dụng chất ma túy thời điểm nào? Mới trời hôm qua. Cái loại ma túy mình sử dụng là ma túy gì? Đá. Ma túy gì? Đá. Chơi bằng đá mà đâu biết gì. Chơi bằng đá thôi hả? Ừ. Rồi anh sử dụng với ai? Sử dụng với bạn. Bạn hả? Rồi thời điểm mình sử dụng là mình sử dụng ở đâu? Ở Bình Thạnh.